Tại những năm 1900 hồi đó, ở đất nước Nam Phi có một xã hội phân biệt đối xử cực kỳ kinh khủng, người da đen bị coi không khác nào là gia súc gia cầm. Cảnh sát da trắng thích thì giết đều không cần nghĩ, nhưng vẫn có những người da trắng chính nghĩa. Họ bất bình tại sao cũng là con người như nhau mà lại phân biệt da trắng da đen, thế là họ tiến hành những công cuộc tuyên truyền đòi lại nhân quyền. Tiếc là hai con vợ này chí lớn nhưng không có người giúp, họ dễ dàng bị đàn áp và phải vào tù nghỉ dưỡng. Có điều hai người này cũng là một thiên tài, họ không chấp nhận nghịch cảnh này và lên kế hoạch vượt ngục. Liệu họ có thành công không thì cùng xem review nhé. Vào năm 1973 tại đất nước Nam Phi, người da đen bị đối xử không khác gì những con súc vật, họ bị phân biệt đối xử, đàn áp và giết nếu như người da trắng thích. Dù lớn hay nhỏ thì họ vẫn bị những thằng thượng đẳng khuyết tật khác coi thường. Nhưng may mắn là không phải người da trắng nào cũng mang cái tư tưởng ngu học đó. Và một trong những người tiêu biểu kịch liệt phản đối chế độ phân biệt đối xử này chính là Ste và Tim. Bọn họ là những nhà cách mạng tư tưởng tài năng và thông minh. Hai người chế ra rất nhiều quả bom có mức sát thương nhỏ, đặt chúng trong một ba lô đầy giấy tuyên truyền tại đám đông. Mỗi khi bom nổ, mọi người sẽ chú ý và nhặt những tấm giấy kia lên mà đọc. Cứ như thế họ huy động được nhiều người hơn cùng nhau đứng lên phản đối cái chế độ như con kẹt này. Nhưng đang đấu tranh cho người da đen mà số cũng đen luôn, cả hai mới làm được vài phát thì đã bị vác lên đồn. Bọn chúng phán hai người với cái tội sồn sồn và bồn chồn ăn cháo đá bát ăn cá thát lát mà không nạo ra. Nghĩ sao mà cho rằng người da đen và người da trắng ngang bằng? Nếu ngang bằng thì thằng cầm đầu là Tim xé lịch 12 năm, còn thằng bú theo thì xé lịch 8 năm. Rất nhiều người bất bình, nhưng làm được cái quần đùi gì với bọn thượng đẳng rất hay ẳng ẳng này. Tới thằng râu ria cảnh sát làm chó giữ cửa, mà còn chửi hai người là thằng ngu mà coi thường nữa chứ. Tuy là đã vào tù nhưng hai người không có ý định đếch làm mà vẫn có ăn, nhìn phát là biết trò ngoan của thầy Huấn nên tự ái tính vượt ngục đây mà. Trong lúc ăn sáng hai người có làm quen được với một phạm nhân tên là Dennis, khỏi nói gì thêm nhìn quả đầu ông này thì biết ổng cũng điếm thúi lắm, từng cầm đầu nhóm báo thủ đi báo động đấy chứ không đùa được đâu. Trong lúc tập thể dục để tránh bị ăn đục mà gục, thì Dennis có chỉ hai người địa hình nơi này, tối đến là tụi nó bật mấy cái đèn pha lên, soi một phát là thấy luôn kiếp trước của hai cậu đấy đừng đùa. Đã vậy hàng rào còn được bọc rất nhiều trông và gai, bị đâm vào đít thì chỉ có kêu mấy ông ba đời nhà tôi trị thì mới chữa khỏi nha. Còn nữa, có thấy mấy thằng cờ hó đứng hóng gió đó không? Chúng lúc nào cũng lăm le cây láp mà đòi giục mấy chú đó nên cẩn thận đi. Nói xong có hiệu lệnh vào phòng giam, Dennis vừa đi vào trước thì có anh nhiều tóc chạy lại, tên chọc đó tính không cọc như kem, nhưng hắn rất thích dập tắt ý tưởng vượt ngục của người khác, nên ít tiếp xúc lại thì tốt hơn, mà hai cậu tính vượt ngục à, cho tôi đi ké với, thế là một nhóm ba người đã được thành lập. Suốt những ngày sau Tim toàn nghiên cứu ổ khóa tìm cách để bẻ, nhưng ngồi nhìn mãi mà không có ý tưởng nào ngon lành cành đào cả. Thế là một ý tưởng táo bạo hiện lên, không bẻ được thì làm chìa khóa của nó luôn vậy. Kể từ ngày đó, thay vì ngồi nhìn ổ khóa, thì giờ Tim lại nhìn chìa khóa của những tên quản ngục, ăn ngủ ẻ đái gì cũng dáng mà nhìn. Những người kia cũng rất phối hợp, làm đủ mọi thứ để có thể giúp anh quan sát. Cuối cùng thì bản vẽ đã được hoàn thiện, giờ chúng ta sẽ dùng gỗ để làm chiếc chìa khóa mà mình đã vẽ, mà lấy nguyên liệu từ đâu, từ xưởng gỗ chứ đâu. Tuy xưởng gỗ không có gì quý giá nhưng mỗi khi tan làm thì quản ngục cũng kiểm tra rất gắt gao, sơ hở là chúng bế đi ăn phở ngay, thôi thì Tim cũng liều bỏ chúng vào mặt sau của cốc nước rồi mang ra. Khá may mắn là anh đã thành công thoát được ải này, sau đó Tim dùng những dụng cụ thô sơ nhất là keo và giấy nhám để ghép và tạo ra các mảnh của chìa khóa. Sau khi làm xong thì Tim đã đi thử nó và thật sự là hữu dụng, cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng. Nhưng khoan vui vì cánh cửa thứ nhất của phòng giam thì dễ mở. Nhưng cánh cửa thứ hai thì lại là một chuyện khác, vì nó chỉ có thể mở ra từ phía bên ngoài. Đây là một vấn đề nan giải đấy, nhưng nó không làm Tim đau đầu quá lâu, vì anh đã nhìn thấy một ý tưởng trong lúc làm việc, đó chính là một cây gậy với một trục đầu được thiết kế có thể quay 360 độ. Nghĩ là làm, tối hôm đó Tim liền hì hục chế tạo rồi dùng nó để mở cánh cửa sắt bên ngoài. Lần đầu thất bại nên anh cần chà chà chút, thử lần hai thì liền thành công. Đột nhiên đám cai ngục xuất hiện, Tim sợ chết con mợ nó luôn, nhưng may là không bị phát hiện. Tim nhanh chóng lấy chìa khóa, nhưng cũng vì hành động này mà chiếc chìa khóa đã rớt ra ngoài. Dù khá hoảng nhưng Tim cũng rất nhanh trí nhai kẹo cao su, sau đó dùng bã của nó để gắn vào đầu còn lại của cây gậy, và dùng độ dính của nó để lấy chìa khóa. Nói thì dễ nhưng để làm thì thật sự rất khó, kẹo cao su nó chỉ dính chặt khi khô, còn lúc ở dạng ướt thì chất lượng dính hơi kém, vì thế mà chiếc chìa khóa liên tục rớt xuống. Cũng may mà lần này nó thật sự đã dính, chỉ mấy phút ngắn ngủi thôi mà Tim cảm thấy căng thẳng và rén hơn khi trả bài cho con vợ. Sáng hôm sau cả đám hay Tim thì vui như phát khùng, nhưng lại chưa vui vội được vì chúng ta cần nhiều thứ để làm lắm. Nào là thám thính và thử hiệu quả của các chìa khóa còn lại, sau đấy lại chuẩn bị đồ để thay khi ra khỏi đây. Thế là suốt quãng thời gian sau đó, những người tham gia nhóm vượt ngục tích cực hỗ trợ và làm theo những gì Tim yêu cầu, gom đủ các dụng cụ cần có và tiếp tục chờ đợi. Gần một năm sau Tim và anh tóc dài quyết định khi trời tối sẽ ra ngoài,
và thám thính tình hình. Những cánh cửa đầu tiên họ đã thành công mở ra. Nhưng trùng hợp thay đã đến thời gian tên cai ngục đi kiểm tra phòng. Cũng may là bộ chìa khóa mở được một cái tủ cho hai người trốn, nếu không thì bị hắn bắt gặp lâu rồi. Đợi hắn đi qua thì họ tiếp tục chuyến hành trình. Rất nhiều cánh cửa đã được mở ra, trên kia con rối hai người tạo ra cũng thành công đánh lừa được tên cai ngục. Bên dưới hai người đã đi đến cánh cửa cuối cùng, nhưng theo ước tính thời gian thì tên cai ngục đang đi xuống. Trong quá trình đi về họ phải khóa chúng lại nữa nên mất rất nhiều thời gian, thế là hai người quyết định tới đây thôi. Dù là vậy thì thời gian khóa cánh cửa cuối cùng không có, nếu anh tóc dài không lôi tim đi trốn thì có mà còn cái nịt. Tên mập đó đi xuống thấy giọt mồ hôi hai người để lại thì đứng yên, tim trong kia rung cầm cập, nhưng may mắn là thằng này đầu to mà óc như trái nho, nghĩ rằng chắc mưa rụt nên bỏ đi. Thế là hai người thành công trở lại phòng giam, nhưng sáng hôm sau thì tới công chuyện, thằng mặt lờ này không biết ngửi thấy cái mùi gì mà sáng sớm tới kiếm chuyện. Mẹ mày hôm qua thức đêm quay tay hay gì mà sáng chuông báo thức reo méo chịu ra. Tim hận không thể lôi mà cha hắn lên mà chửi cho hả giận, chỉ có thể nói xin lỗi thưa ngài thôi. Không chỉ mình anh bị kiếm chuyện mà những phòng khác cũng thế, chúng lục soát và xới tung phòng của mọi người như mấy con súc vật đào hố. Tệ nhất là anh tóc dài, bị xé hết ảnh con và bế đi đâu thì không ai biết, nhưng chắc sẽ bị đánh mệt mình đây. Đang sợ chết cụ thì thằng mặt lờ này lại gọi vào, thằng này đúng kiểu phát xích luôn đấy. Người ta đọc sách gì thì kệ người ta, ấy thế mà hắn vứt quyển sách xuống đất, nhưng thế méo nào hắn lại hất đổ cái ca có đựng chiếc chìa khóa. Tuy là Tim đã tách chúng ra để đề phòng nhưng anh vẫn khá là rén. Thằng cờ hó lại nhìn thấy mảnh chìa khóa, hắn nhặt lên hỏi đây là cái gì, Tim rất nhanh trí mà bảo đây là một mảnh của đồ kê ảnh ấy mà. Sau đó anh liền làm cho hắn xem, tuy hơi ngớ ngẩn một chút như thằng súc vật này nó vẫn tin. Rút kinh nghiệm từ lần trước, bọn họ đã phân tán và giấu số chìa khóa ở mọi nơi có thể, sau đó lại tiến hành nhiều cuộc thăm dò và chuẩn bị khác. Tim cũng không quên làm thêm nhiều chìa khóa, để mọi người ai muốn đi thì đều có thể. Kết quả là anh đang nắm trong tay 39 chiếc chìa khóa, đủ cho tất cả mọi người. Trong khoảng thời gian này đám cai ngục vẫn kiếm chuyện với Tim. Rất may là dù anh có để lộ sơ hở, thì cái bọn ngu quen thói ức hiếp kẻ yếu như chúng làm gì mà nhận ra được. Thế là cái ngày mà họ chờ đợi cũng sắp đến. Vào Giáng sinh, bọn chúng sẽ về nhà mà chơi bời. Nơi này cực kỳ trống trải để mọi người có thể vượt ngục. Vài người còn lại tuy giúp rất nhiệt tình nhưng họ không dám đi theo vì sợ bị bắn. Thôi thì chỉ có thể đành nói tiếng tạm biệt vậy. Vào ngày Giáng sinh, bọn cảnh sát sau khi chốt cửa rồi thì kéo nhau đi về, chỉ để lại một hai người canh gác. Lúc này Tim dùng dụng cụ chuyên dụng của mình thành công đi ra. Anh hỏi Dennis lần nữa có đi không? Giờ chưa trễ đâu, ông ấy chỉ cười gút lắc. Thế là ba người cùng nhau thay đồ rồi mở cửa rời đi. Nhưng mới cánh cửa đầu tiên thôi mà cả ba đã nghe động, cứ nghĩ là tên cảnh sát mập sẽ đi lên nhưng không. Anh tóc dài tiên phong đi trước bảo đảm không có gì. Sau đó ba người lại đi xuống lầu và nhảy vào kho chứa đồ trốn. Lúc này tên cảnh sát bỗng đi đến cái kho. Do lúc nãy hắn có lấy ít đồ nên cần cất chúng. Cứ nghĩ là mọi thứ xong rồi nhưng ai ngờ đâu Dennis lại làm động. Ông trực tiếp phá hủy bóng đèn để đường dây điện xảy ra vấn đề. Sau đó liền gọi Chumia, Chumia. Thằng mập bên dưới phát quạo cha tao ngu con mợ mày ác, cầm mồm không tao lên sút trứng cút đá trứng rái mày bây giờ. Hét xong thì hắn cũng bỏ lại cây hút bồn cầu và đi lên. Sau đó ba người lại tiếp tục phân chia nhiệm vụ, thằng đi trước mở cửa, thằng đi sau khóa cửa, cứ như thế thì bọn họ đã đi đến cánh cửa cuối cùng. Nhưng lúc này lại có biến, tất cả những chiếc chìa khóa ở đây đều không mở được, cứ nghĩ chỉ có thể quay lại tính kế lâu dài thôi. Nhưng lúc này anh tóc dài gõ gõ thử, tiếng vang lại thì liền biết vách ngăn cách rất mỏng. Thế là anh ấy liền liều một phen là đục tường. Tim và Ste dù sợ chết mụ nội nhưng cũng không thể làm gì. Ông bà độ còng lưng, chỉ lát sau thôi họ đã thành công ra khỏi cánh cửa. Anh tóc dài hấp tấp chạy đi mà xém xíu nữa ăn đạn. Hai người mà không lôi lại thì không cụ nào gánh nổi đâu. Ste cầm tấm gương soi một hồi thì Tim đã bắt được cơ hội mà chạy ra trước. Hai người kia cũng lần lượt chạy theo thành công thoát khỏi nơi khốn kiếp này. Bọn họ đi băng băng trên phố nhưng không có gì. Sau đó lại tìm một chiếc xe mà rời đi. Anh da đen này rất ghét người da trắng nhưng thấy tiền hời quá nên đành trở vậy. Sáng hôm sau tên cai ngục chơi bời đã đời hí hửng vào mở cửa và chào các kiểu. Nhưng chỉ lát sau thôi hắn đã thấy có chuyện lạ. Vào xem trực tiếp thì ba phòng không có một ai. Hắn hoảng hốt bật chuông báo động. Những người tù nhân ở đây tuy không đi nhưng cười rất mãn nguyện và hạnh phúc. Vì một nơi được cho là không thể vượt như nơi này cuối cùng cũng có người đi được. Sau đó, Nam Phi đã mở một cuộc truy lùng lớn nhất lịch sử nhưng đều không bắt được ai cả. Bởi ba người đã cùng nhau qua London và tham gia vào hội nhóm đấu tranh giành quyền lợi cho người da đen. Một thời gian sau thôi thứ mà người da đen bị cướp đi đã được trả lại, họ đã thật sự được sống như một con người. Và tại Nam Phi lúc bấy giờ đã có một vị tổng thống da đen. Đã là con người thì không chủng tộc nào thượng đẳng hay cao quý hơn nhau cả. Bởi ai trong chúng ta đều được tạo ra từ máu và thịt, đều có cảm xúc và suy nghĩ riêng, đều có quyền được sống, và sinh mạng của ai cũng quý giá cả. Video hôm nay đến đây là hết. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.